Các bạn xem thì nhớ để lại một like trước khi rời đi nha. Nhìn vào số liệu bên dưới 100 người, xem chỉ có 6 người đăng ký và like. Thật sự rất buồn ạ. Bấm like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Kiểm tra ngay. Para pejear, escoge una. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga sudar. Ella quiere voy a darle pa' que siente el y de nuevo el Ay mamacita, te cuento que tú me motivas y que al mirarte no puedo tragar saliva.
Porque con todo eso, mami, que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete, mamita, que te quiero complacer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere voy a darle pa' que sienta el Sao con quỷ chưa xuất hiện đó sư phụ? Để ta làm lại. Buông ra. Gì? Buông ra. Tiền đâu đi ba? Tao kêu mày buông cây ra. Trong đầu mày có nhiều đó thôi đó hả? Sao làm thầy pháp được? Gì? Sao mà làm thầy pháp được? Có gái đâu mà liếm láp. Coi như tao chưa nói gì đi. Mày bởi vậy anh em huynh đệ với nhau không à? Tao bị điếc mày cũng phải thông cảm cho tao chứ. Có ở đâu mà cái mặt mày như cái lồn vậy? Mày kêu tao lấy một bột phải không? Tao nghe mà tao giả bộ thôi. Nè mày, ghét mà mày giống cha tao quá trời. Thôi im lặng, để tao gọi con quỷ đó ra. Có chị xui nằm trên ván gỗ, có anh xui nằm kế chị xui. Tình xui dai nói kệ cha, nếu chị không la là tôi lụm chị rồi. Có con quỷ gọi cũng không xong nữa, để tao. Gió đưa bụi chuối sau hè vẫn chơi chút xíu mà lại sinh đôi xốp bà xòi. Làm gì? Ném chú kêu con quỷ ra chứ làm gì. Thôi đi cha ơi, cha khùng chết mẹ. Khùng con cặc biết gì.
Lên đi cái lồn má, tụi mày không chơi thì nghỉ đi. Cái sò con cặc lên. Đồ má hành mấy nghe lại đi. Thằng lồn này xạo, xạo lồn này, xạo lồn này, xạo lồn này đi. Mày em mày vào đây. Ao dây, chơi đó. Thôi lập đi, thầy làm hết rồi đó. Thôi làm được không? Thôi làm được không? Yeah.
sẽ ổn cả thôi mà. Em đừng lo quá, nghĩ chi chuyện xa vời. Mỉm cười lên nhé, may mắn sẽ tới bên em. Thôi mà, đừng lo quá vì còn có anh ở đây. Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi mà. Em vẫn lo lắm, đêm trắng thao thức em nào. Sợ ngày mai tới chúng ta xa rời, sợ ngày mai tới làm nước mắt rơi. Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi mà, đừng lo. Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi.